hôm nay mình sẽ chơi một cấp độ Dancing Light Fanbase rất là mới của bản Liga YB. Cấp độ này thì nói về một khu hòn đảo, đó chính là The Game này. Đặc biệt hơn cả, âm nhạc của cấp độ này do chính bạn này sáng tác. Tuyệt vời, phải không các bạn? Và nó chắc chắn sẽ không hề dễ đâu. Ok, let's go. Wow, ngay từ ban đầu thì chúng ta có thể thấy đây là một trạm không gian vũ trụ. Và ở trên này là biểu tượng của cung hoàng đạo song tử. Có vẻ bạn ấy bám khá sát vào cái tiêu đề của level này. Và đấy là điều mình rất là thích ở bạn Giga YB này. Nhạc quá là nhanh các bạn ạ. Nhạc rất nhanh đấy. Mình đã bắt đầu hiểu được cái nhịp bài này là sẽ là teo 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 chạy. What? Cái gì này? Chỗ này auto. Cái gì auto của bạn đấy? Yeah, cấp độ khá thú vị các bạn ạ. Vãi, vẫn thế đấy. Teo 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 teo. Và giống hệt như bài cái cấp độ về toán học của bạn ấy trước thì cấp độ này nhạc cũng rất là khó nhớ. Trước cậu bạn hay không? Mình sẽ thử khám phá xem. Đâu, không đi được. Trời ơi, lại bị lừa rồi. Không đi được. Không được rồi, chắc chắn đây là cái game giả. Game ảo. Game này khó ăn nha. Game này ăn được các bạn ạ. Ăn được. Ô.
nên mình thấy cái con Lai nó đi theo cái phương này, phương thẳng đứng chứ không phải là phương nằm ngang như bình thường nữa. Rất là thú vị các bạn. À hay đó. Bạn này là mình liên tưởng tới theo 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 cũng có những cái đường đi rất là dị kiểu này. Dị. Và cả hai bạn đều cùng sáng tác nhạc thì phải. Rất là hay. Cái này đi trước các bạn ạ. Cái này đi trước. Bạn ấy vẫn chưa hoàn thiện được hết đâu. Gì vậy? Lỗi à? Bị đạn. Cái này là lỗi thôi các bạn ạ. Cái này mình sẽ chơi lại cho các bạn xem nhé. Nhịp đấy có là nó cách ra một nhịp thôi, mình sẽ phải táp cho cẩn thận. Rồi, ok lại nha. Mày bay đi đâu vậy? Đây là sao nhỉ? Teleport liên tục cái này. Có hai đường đi các bạn, có hai đường đi liền. Hai đường đi liền, xem nào. À, vậy là chúng ta ở đây sẽ có hai đường đi và một đường đi thì sẽ theo nhạc chính chúng ta, nhạc rất nhanh ấy, đấy là nhạc viết chính, còn nhạc viết phụ sẽ là i u đấy kiểu đấy. Bây giờ các bạn mình thử đi theo một cái beat khó trước nhá, tức là beat chính ấy. Đấy là beat chính, là mình sẽ đi đường bên trên, beat phụ sẽ đi đường khó trước nha. Rất khó. Đường thì bé.
Một tí nữa thôi. Six and a half hours later. Đơn giản nhưng mà ý tưởng rất là hay, và cái ý tưởng đấy nó bám sát vào cái tiêu đề của cấp độ này, đó chính là The Game bên này. Lúc nào bạn ấy cũng có hai đường đi song song này và có cái biểu tượng của cúc song tử ấy, thì cấp độ đấy rất là thành công. Rất là cảm ơn bạn Liga YB đã cho mình thưởng thức một cấp độ rất là khó và tuyệt vời như này. Xin chào, hẹn gặp lại.